anh chị và các bạn. Chị Phương rất vui gặp lại trong video này. Chị Phương mới vừa đi ngang qua ngôi chùa Sát Tứ Tam Bảo Tự. Đây là chùa lớn nhất Hà Tiên. Video trước, cô chú anh chị và các bạn đã tham quan ngôi chùa Sát Tứ Tam Bảo Tự rồi. Chị Phương tiếp tục mời cô chú anh chị theo chân chị Phương đến tham quan ngôi chùa Phật Đà.
Phương. Bye bye.